sang mình qua đó rồi, không phải là giao lưu công nghệ gì cả mà chỉ giao lưu anh em gặp mặt nhau, nói chuyện nhau, uống nhau chén bữa rượu thế là vui rồi. À, các cái chuyện khác thì chúng ta có thể nhiều lúc khác trao đổi. Hôm nay cứ nói chuyện rượu và chuyện nói vui là vui đấy nhá. Một năm mới xin chúc tất cả anh em mạnh khỏe. Rồi hoan hô cái đã. Chúc mọi người một năm mới là an khang thịnh vượng và những cái đàn tinh hoặc là cái đêm mê chúng ta phải làm. Chúng ta đã đi đây nào. Rồi. Chúc sức khỏe nhá. Chúc hôm sau. Các chú này anh em hôm nay hơn một năm rồi mới gặp nhau. Xin tự giới thiệu là tên là Phúc ở Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình. Trên nick trên diễn đàn là Phúc Trần Đức, còn Facebook là bố của Gia Như. Xin phép chúc tất cả anh em. Đó, bác là Phùng Văn Chất. Phùng Văn Chất, đây là Chất. Đây là Phùng Văn 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 Chất. Đây trên đàn là em mời Trung Điển xin chúc tất cả các bác nhé. Đấy, từ từ đứng lên để chụp. À quá. Rồi, mời bác tiếp tục. Đang tiếp theo em là Phận Phúc ạ. Bây giờ xin tên là Lớt Sông Con 169 ạ. Chúng ta gặp nhiều anh em đây rồi chắc không phải. Theo giới thiệu em là anh Nick Hạnh Nghĩa. Thì đây là anh em đây xuất cảnh. Đề nghị anh ngồi gần rất là đi nhé. Em xin giới thiệu em là Thành là Thành Set TV lần đầu tiên mới ngồi nghe. Hôm nay là buổi đầu tiên mới ngồi nghe là anh em chúc anh em mạnh khỏe, công việc luôn thuận tiện và vui, thuận tiện và bán hàng tốt. Giới thiệu ở đâu nữa? Ở đâu nữa? Đang ở 333 Bình Đẳng, ở Hà Nội. Cảm ơn anh em không biết đồng chí Thủy Hoàng, anh em đi lên đấy. Cảm ơn giới thiệu với thân thương Hải Phòng, rất chân thành là Amico DB. Làm ăn càng ngày càng tiến tới. DVB là một đau để có hai cùng ngon. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Vương. Mình tên là Nguyễn Xuân Vương.
Phương. Thế còn tên ở trên trên đàn là BBB Việt. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Cảm ơn. BBB Việt là hơi hơi đấy. Xin chào tất cả các anh em mình đến từ BBB Việt trên group mình Linh Hoàng Thủy. Sự với cái cuộc họp với anh em rất là cảm ơn anh em, thì cũng rất là mong làm sao hội của mình ngày càng phát triển. Chúc sức khỏe toàn thể tất cả anh em. Em xin chào nhà, em tên là con gà. Con gà nấu nóng rồi đấy, gà đủ đấy. Là em con gà đâu mà. Sơn. À, Nick trên đàn là Mai Thị Sơn. Nick trên phây là Nam Sơn. Hiện giờ là tôi có nhiều nick nhưng mà thôi, nhưng ba cái nick đó đủ rồi. Tôi là dân công nghệ mà này là kỹ thuật. Nên anh nào có hư hỏng gì trên tất cả tóc cười là cứ bảo tôi. Hết anh biết. Tôi là nhà Hà Nội. Ngay cầu Giấy đây, cách đây khoảng 500 mét. Nếu có dịp là bố anh em ra giao lưu. Là giao lưu ở mọi lĩnh vực. Chào anh em. Cháu không đeo được. Đây, em muốn uống rượu. Mời uống nhá. Dạ vâng. Xin chào mọi người, mình là Lũ Nghĩa và trên các bạn nghiên mục đến từ Bắc Giang. Xin cảm ơn anh em hôm nay. Lũ Nghĩa ở Bắc Giang này. Lũ Nghĩa ở đội môn Bắc Giang nhá. Nghe đội môn thì chuyện lắm. Đích ở trên diễn đàn là cũng là thắng luôn, và trên Facebook cũng là thắng. Hôm nay rất vui được gặp được tất cả anh em. Chưa. Uống đi ạ, uống đi ạ. Uống đi ạ. Uống đi ạ. Uống đi ạ. Không uống đi ạ. Đồng nhân đi một tiếp. Tình hình không uống đi ạ. Bên đấy tiếp tiếp đạn, kịp kẹp quá. Uống đi ạ, uống đi ạ. Có đến được mình rồi ạ. Sau cả anh em mình nhận tiếp. Lên Facebook là tiếp Smart Shop. Năm mới chúc anh em sức khỏe thành đạt. Là khá mà cung cấp thiết bị anh em nhiều vào. Nhưng hôm nay cung cấp nhiều và giá rẻ. Sản phẩm nêu có chương trình giảm giá. Rồi giảm giá đặc biệt luôn. Sơn 80 quê ở Bắc Giang, còn Facebook là Sơn Trần. Chúc tất cả đại chúng anh em mình năm mới tất cả. Em chào các bác, em từ từ quê tên là Minh Thị Diễn Đàn 42 năm 30 đây là Minh. Em mới tham gia đến BBB nên có ít kinh nghiệm, các bác chia sẻ với em. Kinh nghiệm chúng tôi nhiều đấy. Cũng ghi lại hình ảnh của các anh. Anh phải có cái đùi cho ba anh. Em tên là Mạnh. Vâng, đúng rồi. Apple là 74 đấy, không coi gì.